Chào cả nhà nhé. Cả nhà ơi, vô xem like, chia sẻ like giùm em nha. À, tới hẹn lại lên tâm lại xả nữa. Sáng chưa ta? Em cứ thấy nó tối tối. Sáng rồi cả nhà. Rớt điện thoại rồi. Rồi ok đó. Sáng rồi. Sáng rồi nha. Cả nhà ơi, vô xem like giùm em nha cả nhà ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Hello, chào. Chào cả nhà yêu dấu nha. Cả nhà ơi, vô xem like, chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em nha. Ai có vô xem like mình chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em nha cả nhà. Cho em Tâm xin lúc chia sẻ like nha. Đồ em đang mặc là gấm nha cả nhà, gấm nha. Chất siêu đẹp cho em. Hello, chào cả nhà yêu dấu nha. Ai đang xem like cho em Tâm xin nút chia sẻ like với nha.
chào cả nhà nhá, xem like chấm chấm em cả nhà. Rồi cả nhà ơi, em lên cho mình nha, siêu đẹp luôn, gấm Nhật này cả nhà ơi, gấm Nhật giùm em một bộ 80.000 nha, ai thích gấm thì móc gấm cho em. Lại tiếp tục xả cho mình luôn nè cả nhà, bia ma nha. Đó, em chuyên đồ bộ nha, ai thích gì báo em. Sao nó cứ thui vậy đó, hay là do em bị cận không biết, cái em bị cận nặng này cả nhà ơi. Wow, bim ma nha, xả nè, xả hết là nghỉ luôn nè, nhanh tay chốt cả nhà ơi. 40-55kg vừa cho em Tâm, 40-55kg vừa một bộ 40.000. Trời ơi, giá gì mà nó rẻ dữ vậy nè. Đây, 40.000 một bộ thôi, BMA đó, con bò nha, màu đỏ cho em, 40.000 một bộ là giá sale nha. Đây, giá sale luôn cho em cả nhà ơi, 40.000 một bộ, được kiểm tra hàng cho em. Từ 40-60kg, quên, từ 40-55kg vừa cho em nha, siêu đẹp luôn, bao kiểm tra hàng luôn, ghê chưa? Tại em còn ít em sale cho nó hết luôn á, em làm bán biến bán cái này quá sale lỗ lỗ luôn. 40.000 một bộ nha, 40.000 một bộ, 40-55kg vừa cho em, ai thích thì inbox em nha. Đó, một bộ 40.000, quá đẹp luôn, bò đỏ, bò ruốc nè cả nha, 40-55kg mặc đẹp cho em, còn ít em sale hết cho mình luôn, ai chốt được thì chốt nha, nhanh tay chốt cho em nè cả nhà ơi, chất siêu đẹp cho em luôn, chất là KT lụa nha, chất là KT lụa cho em, 40.000 một bộ, siêu đẹp luôn, 40-55kg vừa cho em. Đây, đẹp chưa, màu vàng nè, ai thích màu nào inbox em. Một bộ 40.000, quá đẹp luôn, chất đẹp xuất sắc, BMA lụa nha, quên, KT nha, KT lụa cho em, một bộ 40.000 thôi, giá sale luôn, sale cho hết lô này luôn cả nhà ơi, chất là siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha, được kiểm tra hàng cho em, 40.000 một bộ, 40-55kg vừa cho em. Chất là KT lụa, đẹp xuất sắc. Hàng này em đi, bên nhà em đi đơn từ 2 bộ nha, nhà em đi đơn từ 2 bộ cả nhà ơi, siêu đẹp cho em. Đây, bò gợn sóng nè, bò vàng gợn sóng nha em nè, một bộ 40.000, quá đẹp luôn, chất KT lụa, chị em nào thích thì nhanh tay chốt cho em, 40.000 một bộ nha. Bò vàng, bò vàng là cả nhà ơi, quá trời bò luôn, 40.000 một bộ thôi, đang sale luôn, nhanh tay chốt đi. À, không ai bán giá này ở đâu, thật sự luôn, không ai dám bán giá này đâu cả nhà, sale cho mình luôn, sale hết nghỉ mà. À, 40.000 một bộ cho em, bò ruốc nè, ai thích bò ruốc inbox bò ruốc cho em. À, bò vàng, bò vàng, bò ruốc, bò đỏ nha, siêu siêu đẹp luôn. Rồi, thỏ xanh đen cho em, 40.000 một bộ, thỏ xanh đen, được kiểm tra hàng nha. Đó, được kiểm tra hàng cho em, chất là KT lụa, 40.000 một bộ, bao giá luôn. Đây, bò, bò xanh đen, thỏ xanh đen, bò xanh đen cả nhà ơi, quá đẹp luôn, 40.000 một bộ, 40-55kg vừa. Đó, được kiểm tra hàng, chất bao đẹp, chất bao đẹp cho em nha. Đây, đó, bò xanh, thỏ xanh, bò vàng, muốn màu nào inbox em. Bò đỏ nha, bò đỏ đang sale cho mình luôn, 40.000 một bộ, chất siêu đẹp, KT lụa, được kiểm tra hàng. Thỏ nè, thỏ cho em,
thỏ hồng, thỏ hồng 40 tới 55 kg vừa, thỏ hồng 40 tới 55 kg vừa, 40 ngàn một bộ thôi. Chị em nào thích thì lên đơn cho em. 40 tới 55 kg vừa. Chia sẻ like giùm em nha cả nhà ơi. Chất ca tê lụa siêu đẹp. Được kiểm tra hàng, thỏ trắng. Còn ít làm biến sale cho hết nè. À, siêu đẹp cho em luôn nha. Bò vàng, bò đỏ gì quá trời. Đây, bò vàng, bò đỏ gì bao la nha. Chị em nào thích bò nào thì inbox em. Bò rồi thỏ, xanh đỏ tím vàng hồng gì đó. Một bộ 40 ngàn cho em. Được kiểm tra hàng, chất siêu đẹp nha. Gấm em đang mặc nha, 80 ngàn một bộ, bao chất luôn, gấm Nhật cho em. Tới 80 kg vừa cho em nha. Cái hàng này size nó to lắm, tới 80 kg vừa luôn. Đó. Chị em nào thích bao nhiêu ký thì mình inbox cho em. Một bộ 80 ngàn gấm Nhật loại 1. Cực kỳ đẹp. Rồi thun. Thun nè. 40 ngàn một bộ luôn. Quá đẹp luôn. 30 tới 45 ký vừa. 30 tới 45 ký vừa cho em. Đó. Thun này là mặc bao mát luôn, quần lở nha. Quần lở cho em. 30 tới 45 ký vừa. 40 ngàn một bộ. Quá rẻ, quá dễ mặc luôn cả nhà ơi. Thun nha, thun này mặc là bao mét luôn. In 3D cho em, 40 ngàn một bộ. Quá đẹp. Đó. Chia sẻ like giùm em cả nhà ơi. Thun cho em 40 ngàn một bộ. Ai thích inbox em nha. Thun. Phối nè. Đó. Gấu đỏ. Này phối đen. Gấu đỏ, gấu đen nè cả nhà ơi. 40 ngàn một bộ. 30 tới 45 kg vừa. Gấu đen, phối đen nè. Thấy chưa? 30 tới 45 kg vừa. Được kiểm tra hàng cho em. Thun này là mặc bao mát bao mịn luôn. Bima 40 ngàn một bộ nha. Đang sale. Rồi. Gấu hồng. Gấu hồng 30 tới 45 kg vừa, gấu hồng. Quần lở cho em. Gấu hồng nha. Đây. Đó, gấu hồng. 30 tới 45 kg vừa. Quá đẹp luôn. Ba mươi tới 45 kg vừa nha. Một bộ 40 ngàn nè. Gấu, ai thích gấu hồng em bóp gấu hồng cho em. Rồi. Gấu nữa nè. Gấu đen. Cái này eo vì nha. Gấu đen eo vì nè. Đây. Quần lở hết cho em nè cả nhà, phối nè. 30 tới 45 kg vừa. Quá đẹp. 40 ngàn một bộ, trời trời, đẩy ngay 5 bộ quá 200 ngàn cả nhà ơi. Siêu siêu đẹp luôn. Cái thun là nó mát lạnh luôn nha, mặc bao giờ mới hư. Đó, 200 ngàn mặc nửa năm cũng được nữa cả nhà. Quá đẹp cho em. 40 ngàn một bộ thun. Đó. Đen eo vì nha, 40 ngàn một bộ. Phối đen eo vì nè. Quá đẹp luôn. 40 ngàn một bộ đen nha. Rồi. Thun eo vì xám nè. Thun eo vì xám cho em 40 ngàn một bộ. 30 tới 45 kg vừa. 30 tới 45 kg vừa, xám. Đây, đẹp chưa? Gấu eo vì nè, phối xám. 40 ngàn một bộ. 40 ngàn một bộ, quần lỡ nha. Thun này mặc mát lắm. Khách nào gần nhà thì cứ việc ghé lại shop em lựa thoải mái. Khách nào ở xa thì mình tiếp nha. Mà mình được kiểm tra hàng nha. Đây. Rồi, phối xanh. Gấu eo vì cho em, phối xanh. Một bộ 40 ngàn. Gấu xanh nha. 40 ngàn một bộ. Đó. Ok chưa? Gấu eo vì 40 ngàn một bộ.
gốm san. Ba mươi tới 45 kg nha. Đây gấu hồng, ai thích gấu hồng em báo gấu hồng cho em. 30 tới 40 kg vừa gấu hồng à. Gấu hồng quá đẹp luôn à. 30 tới 40 kg vừa, 40.000 một bộ, sale cho hết luôn, bẻ tay luôn. Ai thích hàng thun 40.000 này em báo nghe em cho mình xem. Em còn nhiều lắm. Để em lên mẫu khác nha. Để em lên mẫu khác. Cái hàng này em còn bao la luôn á. Sơ mi nè cả nhà. Sơ mi nè. Cái chất này là em bao xịn sò cho mình luôn nha. Nhưng mà cái form này á, 60 kg mình quay đầu giùm em thôi. 60 kg quay đầu giùm em nha. Màu này màu vàng bơ nè. Màu này màu vàng bơ cho em. Ai thích inbox em nha. Ai thích inbox em. 50.000 một áo. Chất bao đẹp. Không đẹp không lấy tiền. Sale cho mình nha. 50.000 một áo. Này là màu vàng bơ. Đây siêu đẹp cho em chưa. 60 kg quay đầu. Chất siêu siêu đẹp. Được kiểm tra hàng nha. Ôi sao tối thui vậy đó. Đèn cũng nhiều lắm rồi sao tối không biết. Người gần lại. Đó, sáng rồi nè, em thông minh nè. Sáng chưa? Đó, thông minh nè, sáng lên được chút rồi đó. Trời ơi, nó tối thui, không thấy được màu à. Sáng rồi đó nha. Sáng rồi ha. Thông minh lên được chút rồi đó. Đây đó, 50.000 một áo nha. Đang sale luôn. 50.000 một áo cho em. 50.000. Quá đẹp luôn, màu vàng bơ nha. Đây người mẫu mặc nè cả nhà. Người mẫu mặc nè. Bao đẹp cho em luôn, màu này màu vàng bơ nha. Đây 50.000 một áo. Thun này là chất là bao xịn như em luôn á, 50.000 để em sale thôi. Ai thích màu này inbox em mã 1 nha. Ai thích màu này inbox em mã 1. Ai thích mẫu này inbox em mã 1 nè. Mã 1 50.000 nha. Ghi rõ cho em tại em xem không có nhớ đâu. Mã 1 50.000. Chất siêu đẹp luôn nha. Mã 1 50.000. Đây mẫu này. Đó, đẹp chưa? Mã 2. Mã 2 50.000 cho em. Mã 2 50.000. Mã 2. Cực kỳ đẹp luôn, vải đẹp lắm. Mã 2 50.000. Tại cái này còn ít em sale chứ không ai bán giá này đâu. Cái chất là bao ghiền luôn á. Cái chất là bao ghiền cho em luôn. Mã 2. Mã 2 50.000 cho em. Chị em nào thích thì mình inbox cho em nha. Sơ mi này sơ mi thun, chất thun, cực kỳ đẹp. 50.000 cho em. Sale cho hết luôn cả nhà ơi. Bao đẹp mà bao chất luôn nè. Bao đẹp bao chất cho em luôn, 50.000 một bộ. Ơ quên, một bộ quà 50.000 một áo. Nha. 50.000 một áo, cực kỳ đẹp. Ai thích cái này inbox em mã 2 nha. Mã 2 50.000 một áo. Màu vàng bơ nha. Màu vàng bơ cho em. Mã 2 màu vàng bơ. Bao la luôn nha. Chị em nào thích inbox em. Cái mẫu này em chỉ có màu vàng bơ thôi. Tại em còn ít á. Nó không có nguyên màu á, nên em sale cho mình. Năm mươi ngàn mã 2. Ai thích màu này inbox em mã 2 50.000 nha. Quá đẹp.
Gấm Nhật em đang mặc là 80 ngàn một bộ nha. Gấm Nhật em đang mặc là em treo luôn 80 ngàn một bộ à. Gấm Nhật là mặc vải bao sướng luôn á. Được kiểm tra hàng nha. Mua hàng bên nhà em là mình được kiểm tra hàng. Lại màu vàng bơ đó cả nhà ơi. Đó, lại màu vàng bơ cho mình luôn nè. Đây, người mẫu mặc nè. Siêu đẹp cho em luôn. 50 ngàn một bộ nha. Đó, 50 ngàn một áo, nói lộn hoài, 50 ngàn một áo. Màu vàng bơ, cực kỳ đẹp cho em luôn. Đây, cô người mẫu mặc đây. Siêu đẹp nha. Vàng bơ, 50 ngàn một áo. Vải đẹp lắm. Không đẹp là không lấy tiền. Rồi màu đỏ đô. Màu đỏ đô cho em. Có áo khoác không? Ai mặc? Có nha, Trần Chí Định. Ai mặc? Đây, sale cho mình luôn. 50 ngàn một áo. Quá đẹp luôn. 60kg quay đầu cho em. 60kg quay đầu cho em nha. Áo khoác ai mặc Chí Định ơi. 50 ngàn một áo. Sale luôn, sale cho hết luôn cả nhà ơi. Áo khoác nhà Tâm có nhưng mà ai mặc Tâm mới biết được Tâm like được. Áo khoác nhà Tâm có nha, ai mặc, ai mặc Tâm biết được Tâm like. Đó. Một áo sơ mi nha cả nhà. Kết là thun co giãn siêu đẹp cho em sale luôn á. 50 ngàn thôi. Sale cho hết luôn nè. Cực kỳ đẹp cho em. 50 ngàn một áo. Quá đẹp luôn. Mẫu này em có hai màu nha. Màu xanh bơ với màu đỏ đô. Đó, mẹ mặc. Một bộ 50 ngàn. Đó, một áo 50 ngàn. Có áo khoác 3 cái hàng trăm thôi chứ. Mặc loại thường phải không? Mặc loại thường phải không? 3 cái hàng trăm hay gì? Hay loại xịn? Loại xịn là có nón không à. Còn loại thường mới không có nón. Thích loại nào? Loại thường là 3 cái 100 nha. Loại thường là 3 cái 100. Loại xịn thì nó có nón không mà, cô chịu không? Nha, áo sơ mi cho em. Đó, một cái 50 ngàn nha cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn. Ai thích mã nào inbox em. Cực kỳ đẹp. 50 ngàn một áo. Chất là em bao chất cho mình luôn. Được kiểm tra hàng nha. Không đẹp không lấy tiền. Không đâu, 90 ngàn không có. Có loại 90 ngàn nhưng mà có nón, mấy cô thích không? Sợ mấy người lớn không chịu á, có nón á. Có nón, Tâm có loại 80 ngàn. 80 ngàn với lại 80 ngàn với lại 120 ngàn nha. Đó, có nón chịu không? Có nón như vậy nè. Cái này tin lắm. Nè, có nón như vậy nè. Đó, tất cả hàng có nón hết nha. Tất cả là hàng có nón hết đó. Không có loại không nón nha. Có nón nha. 80 ngàn một áo. Đây, có nón hết trơn nè. Nón nó chạy vậy đó. Chịu không? Chứ không có loại 80 ngàn. 90 ngàn.
Tao mặc nè, trời ơi trời, mẹ mặc. Má ơi cứu con, chắc con chết sớm. Tao mặc này đẹp nè. Còn một cái duy nhất luôn, 120. Form này form ôm mặc đẹp lắm nha. Form này form ôm mặc đẹp. Nè. Form này form ôm mặc rất là đẹp luôn, cực sang. Còn một cái duy nhất. Size này là size nhỏ, còn size to nữa. Thích mặc ôm hay thích mặc rộng? Áo đó 3 cái 100 hả? Áo này 3 cái 100 là đi Bình Dương luôn nha. Phải chơi chứ. Cái này 120. Cái này 80. Nha. 3 cái 100 là như vậy nè bạn ơi. 3 cái là 100 là như vậy nè. Áo khoác vải như của mình vậy đó. Ai biết đâu. Chọc chơi hả? Đây nha. 3 cái 100 nè cả nhà ơi. Có nút nha. Cổ cao có nút cho em. Có hai túi hai bên luôn nha. Có hai túi hai bên. Mặc là bao êm cho em luôn. Áo khoác này nè cả nhà ơi, 3 cái 100 nè, cái này nó có khóa luôn nha. Túi này là có khóa cho em luôn. Túi này là có khóa cho em luôn, 3 cái 100 ngàn. Mặc bao sướng luôn. Mát lắm. Thun. Đấy, đây. Nhóc màu. Ủa mà cuối cùng mày muốn cái gì? Alo nghe. Rồi. Đuôi hay bụng? Tắt rồi. Mình gọi là tắt rồi. Ủa, thích cái loại này hả? Thích cái loại này hay gì mà kêu thích ghê? Mua loại 3 cái 100 hay là thích loại màu? Ừ. 3 cái 100 nhiều màu lắm nha. 3 cái 100 nhiều màu lắm. Thôi, mình lấy cây này cây ông ngoại luôn. Cây này là cây số 6 luôn. Cái hàng này nè, nhà em có tới size số 6 luôn nha cả nhà. Nhà em có tới size số 6 luôn. 80kg mặc vừa luôn nha. À, có tới size số 6 luôn, 80kg mặc vừa luôn, 280kg vô đại luôn nha. Đây, 3 cái 100 ngàn thôi. À, cực kỳ đẹp cho em luôn. 3 cái 100 ngàn nha. Áo khoác cho em nè. Áo khoác vải nè. Có túi hai bên cho em. 3 cái 100 ngàn. Chị em nào thích thì mình inbox em. À, trời ơi trời. Size 5, size 6 gì tùm lum rớt ra vậy. Size 4 luôn. Từ số 1 tới số 5 nha cả nhà. Từ số 1 tới số 6 nha. Siêu đẹp cho em. 3 cái 100. Đó. À. 3 cái 3 màu khác nhau nha. 3 cái 3 màu khác nhau cả nhà ơi. Chứ định mình mua loại nào mới được. Có cái nào để mặc đi chơi không? Ừ. Nói vậy đi. Tôi đâu biết bạn muốn mua loại nào. Cái này số mấy mà mình mặc êm vậy? Số 3. Giờ đồ nhiều loại có biết đánh loại nào được, phải không? Có liền, có liền. 80 ngàn một áo nha.
Không về lo đi làm, bữa nay biết mua áo rồi đi chơi nó trời. Ghê ta. Làm thấy một nội luôn, không có thời gian đúng mà biết mua áo đi chơi. Bạn ơi, vài bữa mình lại mới lấy được nhé. Ok. Đây nha. 80 ngàn một cái nha. Ôi, kiểu này à, ở đằng trước đơn giản, kiểu sau có chữ Gucci nè, thấy không? Này là sau lưng nha. Sau lưng nha, màu nâu nè. Mặc vô cho coi. 80 ngàn một cái. Chất siêu đẹp. Mặc mát lắm nha. 80 ngàn một cái. Đây, có túi hai bên, mặc cực kỳ đã. 80 ngàn một cái nha. Mẫu này thì nó có hình sau lưng, còn mẫu này thì có hình con mèo nè. Đây à, hello chào Nguyễn Xuân nha. Đây, mẫu này vàng bơ, này màu nâu. Thích màu nâu thì inbox màu nâu cho Tâm. 80 ngàn một áo. Màu này màu nâu nha, 80 ngàn một áo. Để Tâm lên màu vàng bơ cho coi. Vàng bơ 80 ngàn một áo. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mẫu này có hình nè, hình mèo nè. Ở sau lưng nha. Tin lắm luôn nha. Cái bo của nó cũng bự nữa nè. Cái bản bo của nó cũng bự nữa. 80 ngàn nha. Ôi form này nhỏ, cái áo này nhỏ rồi. Áo này là áo này như kiểu nó nằm ở trên nè. Ôm chịu không? Không được đâu, ôm chứ mày chửi tao chứ. Thôi mẫu này cho mấy người nhỏ nhỏ đi. Mày mà không được đâu. Mày giọng mà chửi tao chứ. Ờ cái này được nè. Một tím này nè, ngọt lắm nha. 80 ngàn một cái nha. Siêu đẹp luôn, mình coi coi sau có hình không. Đằng sau không có hình. Cái túi nè, cái túi này có chữ theo nha. Túi này có chữ theo nè, thấy không? Tám mươi ngàn. Đẹp. Nè, êm lắm nha. 80 ngàn cho Tâm. Đó, có màu tím, màu xanh không? Màu tím, màu xanh. Ủa cái màu này là màu tím với màu gì? Này màu tím mà. Cái này tím nhạt. Cái này màu tím nhạt nha. Hết màu xanh rồi. Có màu hồng à. Màu này màu tím nè bạn nhìn ơi. Màu tím nhạt nha. Đây. Còn cái này là màu hồng. Hồng nhạt. Có viền nè. Đây. Có viền nè. Đó. Mẫu này có nơ. Viền 90 ngàn một cái. Màu mình đang mặc là màu tím nè. Tím nhạt. Có logo theo, chữ theo luôn nha. Màu xanh mình hết rồi. Mình còn màu tím, màu vàng bơ, màu nâu, màu hồng. Hết màu xanh nha. Còn thích mặc rộng rộng á, mặc cái này nè. Thích mặc rộng rộng nè. Cái này màu xanh nè. Cái này là phải mặc rộng nha, mặc cái này là rộng nè. Ôi cái này rộng. Cái này rộng nha. Nếu thích mặc cái này rộng nè. Thích mặc ôm hay thích mặc rộng? Nếu như mặc như cái này á là như Tâm mặc thì rộng, còn như bạn thì mặc cũng hơi rộng. Tại cái này nó phải form ôm. Đây. Có nhiều người á mặc ôm không quen, mặc rộng không chịu, mặc ôm không chịu. Nha, đây nè. 120 ngàn một áo.
Trời ơi nó xịn dữ lắm nha, cái vải là cực kỳ êm luôn á, cực kỳ êm luôn, thun cực kỳ mát nha. 120.000 một áo. Size này nha, size này là phải từ 65kg đổ lên á, 65kg đổ lên á cả nhà, siêu êm luôn. Cái túi bên đây, có hai túi bên đây cực kỳ êm nha, cực kỳ đẹp cho em. Đó, cái hàng này là hàng xịn nè, 120 nè, thấy không? Còn cái hàng này Tâm chỉ còn màu, hàng 80.000 Tâm chỉ còn màu hồng nè, hồng nhạt nè, màu tím nè, màu tím nè, rồi màu xám nè, màu xám nè, đó, gân xám, gân xám. Áo mặc cả vậy là mặc bao sướng luôn. Một áo 120 nè, cái này Tâm còn size số 5 nè, đang sale đó, không có ai bán cái này đâu. Cái này là cái chỗ nào bán rẻ là đã 100.6 rồi, tại Tâm còn mấy trái Tâm làm biến bán Tâm sale cho hết. Tâm là nói ngay Tâm bán 150 nha, Tâm bán 150.000 một cái, còn tầm chưa tới 10 cái Tâm sale cho mình đó, Tâm sale cho mình nha. 120.000, ai thích thì lượm thôi. 65kg độ lên mới mặc cái size này vừa nha. 65kg độ lên mới mặc size này vừa được. Form này form rất là đẹp luôn, vải cực kỳ mướt. Đó. Mình mặc rộng quá thì nó cũng không đẹp. Còn ít à, còn mấy cái à. Còn mấy cái sale cho hết. Cực kỳ đẹp luôn, cái này là chuẩn shop luôn nha. Cái này shop là người ta bán tới 180 á, chỗ nào bán rẻ là 120, 160 rồi. Mình còn ít mình sale luôn 120. Chị anh nào thích thì inbox cho mình. Còn mấy cái thôi. 65kg độ lên mặc vừa. Màu đỏ, độ quýt đẹp quá. Bao êm luôn nè, đẹp chưa, cực kỳ đẹp nha. Đó, sang lắm rồi đó. Vậy là bao mướt luôn, vậy là mướt dữ dằn. Nó còn size to à, hết size nhỏ rồi. Form này 65kg độ lên đó, form này là 65kg độ lên nha cả nhà. Em còn ít em sale cho mình luôn, 120.000 một áo. Đó, cực kỳ đẹp, chất u mì, bao sướng, 65kg độ lên nha. Vải này là bao đẹp luôn. Vải này mà không đẹp là không lấy tiền ở nhà mình luôn nha. 120.000 là giá em Tâm đang sale. 120.000 là giá đang sale nha. Em bao kiểm tra hàng luôn, bao chất luôn. Cái vải là cực kỳ mướt cho em. Còn có mấy cái à, ai thích thì mình lên đơn cho em thôi. Túi nè, túi có khóa, cái kéo của nó cực kỳ ok luôn, nó cực kỳ xịn nha em luôn. Đây, 120.000 một áo, 65kg độ lên mới vừa. Tao có 57kg à. Vậy mà cái này đi, ô cấp này sụp dữ vậy, cấp này gầy dữ vậy. Mày nghe lời tao, mày mặc cái này đi, đẹp lắm. Hết rồi đó, còn có một màu một luôn. Còn màu khác không? Còn nha. Bây giờ đi ra đường thấy người ta mặc vải này nhiều không? Cực kỳ nhiều luôn, hầu như là hết 80% mày. Nó đang chạy theo mốt, nó đang chạy theo mốt. 80% mày. Thật sự luôn. Tâm còn một cái là 57kg. Bây giờ 57kg còn nhẹ ký hơn tôi nữa hả? Tôi 58kg. Sao cái này tôi như sụt dưới má. Mặc cái này đi, ôm đẹp. Ờ nghe kìa. Ừ. Nè, còn một cái duy nhất luôn. Đẹp lắm, mặc mà không được khen là mất gì. Là mai mà chửi tao cũng chịu nữa. Cực kỳ đẹp luôn. Mặc ôm đẹp lắm, tao sang luôn. Một cái duy nhất. Thích thì inbox cho Tâm nha. Đẹp. Tâm nói đẹp là đẹp. Nào, giờ tao đâu nói dốc đâu. Mày mặc vải này mà không cưng mất gì tao cũng chịu 120. Còn cái một à, hết size rồi. Cực kỳ êm luôn, 57kg là mặc bao êm luôn. Đó, tao 58kg nè. Chưa?
Giờ ra đường thấy ai cũng mặc cái này hết trơn, thấy không? Nó nhẹ lắm. Cái vải nó mướt rượt là nó không có hề bị xù lông nha. Mặc bao sướng. Bao sướng nha cả nhà. Đây, cái 65 tới 70 kg vừa. Cái 65 tới 70 kg vừa tâm còn mấy màu nè, hết rồi nè. Cực kỳ đẹp luôn. Lấy cái này đi, mặc mà đi chơi mà không ai khen mày đẹp mất gì tao cũng chịu. Mà đẹp quá mày múc quảng cáo nha má. Con cái ha. Phải là bao xịn. Cái này 65kg độ lên nè, 70 nè, 70kg nè, mặc bao sướng luôn nha cả nhà, vải là siêu đẹp luôn. Còn ít em sale, còn ít lên em sale nha. Đây, chiếc thị trường có giá này đâu, 120.000 một cái. Ai thích màu đỏ đô, inbox em đỏ đô. Đỏ đô, sang dùng. Còn mấy cái mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Còn 8 áo nha. Còn 8 áo size lớn. Còn 8 áo size lớn là hết rồi. Xanh riêu. Cái này màu xanh riêu nè. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nha. Đó, đẹp chưa. Đây, sọc trắng nè. Đó, xanh riêu. Mặc bao đẹp luôn. 65kg độ lên mới mặc mới vừa nha. Tại cái này là size to. 65kg tới 75kg vừa cho em. Ai cái trên mấy mắt 6 là 80kg mặc cũng vừa. Tại cái form này nó ôm á. Mặc cực kỳ sướng mà vải nó mướt lắm nha. Vải nó cực kỳ mướt cho em. Đó. Ai thích màu xanh riêu, inbox cho em màu xanh riêu nè. Cực kỳ đẹp. 120.000 một cái. Rồi, cái này là màu xám. Màu xám cho. Này màu xám cho nè. Cực kỳ ngọt luôn. Chứ mình thích màu nào thì mình mua thôi. Chứ Tâm thấy màu nào cũng đẹp, cũng dễ mặc hết chứ. Tâm là người thập cẩm, đưa màu nào Tâm mặc màu đó à. Còn ít em sale cho mình nha. 120.000 một áo. 65kg độ lên mới vừa cái size này nha. Đây, 65kg độ lên mới mặc vừa cái size này. Đó. Em năm mấy ký mà có rọc mà cả nhà thấy không? Nha. 6 mấy ký độ lên mặc mới vừa. Còn ít em sale cho mình luôn 120.000 cái vải này cực kỳ đẹp. Nó mướt động trời luôn. Đặc biệt là không bị xù lông, mặc bao sướng. Nha. Mặc bao sướng cho em, size nhỏ em hết rồi. Size nhỏ em còn có một cái duy nhất thôi. Ai thích thì mình lên đơn cho em thôi. Size nhỏ là 60kg quay đầu, còn size này là 65kg độ lên mặc mới vừa nha. Đây, 120.000 một áo. Sale rẻ thì sale rẻ chứ phải mặc vừa mới lấy. Mặc không vừa mà lấy á, mặc vô nó giống như bao bố tờ á. Sao coi, cái loại này phải ôm ôm mặc mới đẹp. Nha, thích màu xám, inbox em màu xám. Thích màu xanh rêu, inbox màu xanh rêu. Màu đỏ đô. Ai thích đỏ đô, inbox em đỏ đô. 65kg đổ lên mới mặc vừa cái size này nha. 120.000 một áo thôi. Còn 7-8 áo à, sale cho mình hết luôn. Đây, màu xám nè. Ai thích màu xám, inbox màu xám nha em. Đẹp quá. Màu xám 120.000 một áo. Đó, 65kg độ lên mặc mới vừa nha. 120.000, chất bao đẹp, được kiểm tra hàng. Bây giờ ra đường thấy 10 người mặc mẫu này hết 10 rồi. Rồi, màu xanh riêu nha. Màu xanh riêu, cực đẹp chưa. 65kg độ lên mới vừa nha. Sale còn 120.000. Ai thích thì inbox em. Đó, màu xanh riêu. Thích màu xanh riêu inbox em. Xanh rêu
65 tới 75 kg, ai cao trên 1m6 80 kg lẫm luôn. Ghê chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Chất vải này là bao xịn. Màu xanh rêu nha. À, ai thích màu xanh rêu inbox em màu xanh rêu. 120.000. Quá đỉnh. Và em còn có mấy cái size lớn em hết. Treo cho hết luôn. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha. Cực kỳ đẹp luôn. Phối nè. Sang chưa? 120.000 một áo. Cho xem đồ lửng đi chị. Đồ lửng như hôm qua em mua hả? Đồ lửng 100.000 hả? Hay đồ lửng thun AT? Đồ lửng 100.000 như hôm qua em mua hay là đồ thun AT? Đồ lửng AT chị không có size 70 kg. Lửng thun á. Chị thương 60.000 á hả? Phải không? Thun AT hay là thun 100? Hôm bữa em mặc size mấy ta? Em mặc size số mấy ta? Em hình như mặc size số 6 á ta. Quên mất tiêu rồi. Size số 6 chị hết, chị còn size số 5 em vừa không? Hôm bữa em mua đồ của chị lại mặc size số mấy? Cũng 60.000 phải không? Tại thì ok cho chị. Em mua giùm chị em á, vậy là thun 100.000 đó hả? Chị em bao nhiêu ký? Thun 60.000 hay 100.000 mấy đường chị giờ cho xem. Cái nào cũng thun hết trơn, biết từng nào mà. Giờ chị dốt lắm, trời ơi giờ hại não. Ghi thun 100 hay là thun 60 đi, mấy đường chị cho coi nha. Đây, màu nâu cả nhà ơi, màu nâu. Màu nâu nè. Màu ruốc chứ màu nâu gì. Màu ruốc nha. À, màu ruốc, phối đẹp quá. 60k á. Ừ, nói vậy đi chịu. Bima tay ngắn màu hồng sau lưng, vậy gì vậy? Lụa hàn. Cái đó là chất lụa hàn nha. Lụa hàn siêu đẹp. 80.000 một bộ. Lụa hàn siêu đẹp luôn. 80.000 một bộ. Vải mướt rượt, không đẹp không lấy tiền. Mua hàng được kiểm tra hàng, không đẹp khỏi lấy. Ok không? Ai gần nhà, ai gần shop, ghé kiếm giùm em luôn. Đó. Lụa hàn nha, BMA là chất lụa hàn á. Rồi nha, màu xanh đen nè, màu xanh đen nè. Ồ quên, ba vịt, chị em bao nhiêu ký? 65 tới 70 kg được không? 65 tới 70 kg được không? Trần Thị Bảo Minh ơi, cái đó là chất lụa hè, nó là xịn nhất luôn á. À, mình bao nhiêu ký? Mình bao nhiêu ký cái form này nè. Cái form này là 70 kg, quay đầu cho Tâm nè. À, mềm mát phải không chị? Đúng rồi. Cái vải này là mềm mát nhất luôn trong cái loại loại Bima, là loại này mềm mát nhất luôn, loại xịn nhất luôn. Tâm bao xịn. Khách lại số Tâm là bao cơ? Size số 3 á chị, ừ nói vậy chịu. Biết size luôn. Dễ không? Ơ vậy nói kêu lấy cho em size số 3 60.000 đi, không chịu đâu. Bắt Tâm lấy rồi Tâm biết lấy size nào, thấy chưa? Vải này là siêu mát, siêu mịn nha. Lụa hàn nhà em là cực phẩm.
Có size 45kg không chị? Có nha. Size 45kg. Có nè, tâm còn ít, đẹp lắm. Cái vết tâm dục tới đâu rồi? Sai số 3. Lần ống rộng hay gì à? Với em lấy, với lấy em một bộ nâu thun 100. Nhà chị ở đâu em ghé? Nhà tâm ở ấp Tà Lọt A, xã Thạnh Trị, Sóc Trăng. Nhà tâm ở ấp Tà Lọt A nha. Ốc Tà Lọt A, xã Thạnh Trị, Sóc Trăng. Lấy em một bộ màu nâu. Đó, màu nâu, đây 100 ngàn, màu nâu 100 ngàn. Đây, màu nâu 100 ngàn. Em thích nâu đi o hay là nâu ấy? Nè, có hai màu nâu nha. Có hai màu nâu. Nâu đi o, nâu thì o nè, ba Việt. Với lại nâu này, em thích nâu nào thì em inbox cho chị nha. Nâu thì o, nâu thì o với lại nâu nâu sọc. Nâu này nâu sọc nè. Đây, mình thích nâu nào? Nâu thì o hay nâu sọc? Này trên N chứ quên. Trên N đọc lộn rồi. Hả? Chị có ra Phú Lộc không? Em muốn mua tầm 5 bộ. Có nha. Mình có ra Phú Lộc. Mình có ra Phú Lộc. Bao chất, bao kiểm tra hàng luôn. Nhà bạn ơi Phú Lộc à? Giá một bộ bao nhiêu? Một bộ 80 ngàn. Rồi nâu này, nâu đi o này, rồi 100 ngàn. Mặc quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cái form này của nhà em là khách nào mặc rồi là bao chất. Đó, khách này mua rồi, mua tới 5 bộ rồi đó, bữa nay mua thêm nữa nè. Mua thêm bộ màu nâu nó mới chịu. Mặc bao sướng luôn, mặc bao sướng luôn nha. Mặc bao sướng luôn. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp cho em. Đó. Cái lượng số 3 á, mình mặc ống rộng hay ống nhỏ vậy ba Việt? Mình mặc ống rộng hay ống nhỏ? Mặc ống rộng hay ống nhỏ? Mình thích mặc ống rộng hay ống nhỏ? Ống nhỏ chị, ok nha. Ống nhỏ để chị lấy cho em xem. Size số 3 là từ size số 3 là 50kg nha. 50kg tới 58kg nha. Đó. Cao là 55kg, 50, cao là 58kg nha. Còn không á là 55kg đổ về được rồi. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Chất siêu siêu đẹp. Chị ơi, tầm size số 4 phải không? Cái hàng này á, hàng lụa là nó hàng lụa là nó phi size nha. Hàng lụa là nó phi size. Hàng lụa là phi size chứ không có size. Có đồ thun á mới có size thôi. Hàng lụa là phi size. Từ 40kg tới 60kg là mình mặc một size đó. 45kg là chị bao em mặc bao đẹp luôn. Em bao chị mặc đẹp luôn. Chờ biết mình lớn hơn người ta mà xin chị ngọt xớt, xin lỗi nha. Hàng lụa, hàng lụa là nó phi size nha chị. Từ 40 tới 60kg mặc vừa. Và từ 60kg tới 70kg mặc vừa nha. Chứ nó không có size như cái đồ thun. Đồ thun này mới có size nè. Đồ thun này mới có size. Cực kỳ đẹp luôn. Thun này nhà em mặc mà không đẹp không lấy tiền á. Chị mua rồi bên nhà em đi. Đồ nhà em là bao chất. Con em tầm 40kg mà em muốn mua 45kg không à. À ok, bao vừa, bao êm. Đúng rồi. Tại vì cái hàng này đa số là
Đó, 44 mấy hay là năm mấy thì người ta lưu cũng lựng một cái. Tại lụa hè nó không có độ giãn, nó không có giống như cái đồ thun này mình mặc nó mình ôm chứ. À, còn cái thằng KT lụa này nè, KT lụa này thì nó không có mát bằng cái lụa hèn, thì em bán đang sale một bộ 40.000 thôi. Nhưng mà em thấy người ta cũng mua con người ta mặc nhiều lắm. Em đang sale á, em bán thực sự là 50.000 một bộ nha cả nhà. Cái này em còn tầm 100 bộ thôi, em đang sale 40.000 một bộ nha. Đây, KT lụa 10 người mặc khen đủ 10. Hả? À, chị kia lúc đầu em bán 50.000 một bộ, mua 5 bộ. Lúc em sale chị vẫn mua thêm mấy bộ cho con chị mặc luôn á. Cái vải này nó không có nóng đâu. Chất KT lụa nè. Đó, chất KT lụa cho em. KT nhưng mà KT lụa là nó mềm, còn KT không là nó cứng ngắc này nha. Con này KT lụa em đang sale 40.000 một bộ. Trời ơi, mua cái này mặc là bao sướng. Cái size này là 40 tới 55 kg mặc đẹp nè. Mấy con đa số người lớn lại mua cái này cho con nít người ta mặc nè. Còn mình thích mặc loại xịn hơn mặc lụa hèn đi ha. Đó. Dạ ok chị. Đợi Tâm một chút nha ba Việt. Đây, hình này siêu dễ thương luôn nè. Đó. Màu này là con nít là bao đẹp luôn nè chị ơi. Cực kỳ đẹp chưa? Màu này là siêu dễ thương luôn. Đó. Lấy thun 62 kg em xem á. Ok. Em lấy loại 80k không à? Đúng rồi chế, loại này 80.000 nha. Loại này là 80.000. Đây, siêu dễ thương luôn. Hình gấu nè, hình gấu hình dâu nè. Đó. Thích màu này không? Thích màu này inbox em màu xanh nha. Xanh. Nít mặc màu này là bao đẹp luôn. Xanh. 80.000 nha, lụa hè là loại xịn á. Ok xanh. Trần Thị Bảo Minh. Mặc không đẹp mai chị lên trang. Em tối nào cũng like em lên trang này bóc phố em liền. Đẹp lên kèm tiếng em cảm ơn. Nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Hình này siêu dễ thương luôn nè. Đây. Đó, có gấu luôn. 038. Siêu dễ thương luôn nha. 033 2 033 033 2 8 8 0 0 ok chị nha. Rồi, màu đỏ. Trời ơi cái màu này siêu cute, siêu dễ thương luôn. Đây hình này cái đó, hình chú gấu nè, ôm bánh nè, có trái tim luôn nè. Đó, siêu đẹp chưa? Cực kỳ đẹp cho em nha. KT lụa là sẽ có áo có túi nè. Áo có túi mà quần có túi luôn nha. Cực kỳ đẹp, vải này là mặc bao mướt, bao đẹp cho em. Một bộ 80.000, hàng này phi size. Đó, ok đỏ. Rồi, ok đỏ cho chị nha. Trần Thị Bảo Minh. Đợi Tâm một chút nha ba Việt. Tâm lấy cho em liền, chị lấy cho em liền. Trời ơi, cái này là siêu dễ thương luôn nè. Màu tím này chế, có ren luôn. Có ren viền cho em luôn nè. Siêu dễ thương, siêu cute. Đó. Mặc là bao con nít luôn. Thấy chưa? Viền luôn nè, tiểu thư cho em nè. Đây. Chị inbox em nè. Đó, tím. Siêu đẹp luôn, hình quá đẹp luôn dạ ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Thích thì inbox em tím. Vải là em nói là bao sướng đó. Vải là em bao chị sướng luôn. Thích màu tím này thì inbox em tím nha. Đây, không có đỏ đứa đỏ chi nữa. Ào lao, em bị khùng. Mềm mát là ok. Em bao mềm mát cho chị luôn. Em bao mướt. Phải lấy màu này nha, màu tím này nha. Mặc vô mà không đẹp không lấy tiền. Ừ, ngày mai em rảnh á. Ngày mai tầm
trưa chị rảnh không? Giác trưa rảnh không? Hay là chiều gì đó, em có chuyến đi Phú Lộc, đi công chuyện. Đây, thỏ nè, trời ơi, thỏ siêu đẹp cho em luôn. Thỏ nè, thỏ hồng nè, chế yêu ơi. Đó, thỏ hồng chịu không? Chịu ok em nha. Lấy em BMA đi chị rồi. Vậy là không chịu tiểu thư ha, tiểu thư em bỏ lại. BMA, đây BMA nè, thỏ hồng nè chị ơi, chịu không? BMA đó, siêu đẹp cho em. Vải này là siêu đẹp luôn, thỏ ok. Đó. Vải này là siêu đẹp nha. Ôi màu này sao dễ thương quá vậy. Siêu cute luôn nè. Siêu cute luôn nè chị yêu ơi. Đây. Ôi quá đẹp luôn. Đó. Bao con nít bao trẻ thơ luôn. Thích màu này inbox em nha. Cái này xanh biển nè. Chịu không? Chị ok cho em nè. Quá cho hình luôn. Bao cute bao đẹp luôn. Đó. Biên ma cho em. Vải bao mịn mướt. Áo có túi. Quần dài có túi nha. Xanh biển nè. Quá trời hình luôn. Siêu đẹp chưa? Chị ok cho em nha. Xanh biển. Biển mà. Xanh biển ok. Đây, gấu nè, nhà ơi, gấu, được. Gấu nha. Gấu này là gấu hồng cam. Mặc vô cực kỳ đẹp cho em. BMA. Cái này là hồng cam nha. Đó. Bao cute chưa? Hồng cam cho em. Được không? Được inbox em. Cái này là hồng cam. Màu này là màu hồng cam nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp cho em. Hồng cam nè. BMA, áo có túi, quần có túi luôn đó nha. Cái này là loại xịn đó nha, này là chất lụa hèn cho em. Vải mặc mát dữ lắm. Đó. Thích thỏ cam này thì inbox thỏ cam cho em nè. Cái màu này là màu hồng cam nha. Không phải thỏ này là gấu. Gấu hồng cam. Thích màu này inbox em nha, gấu hồng cam. Cực kỳ đẹp. Vải này mong đẹp. Hồng cam, rồi ok chị nha. Rồi, siêu siêu đẹp luôn. Bò. Biên ma bò nè. Ôi, con bò vàng nè cả nhà ơi. Đây, đó, con bò vàng nha. Có ai thích bò vàng với móc bông em bò vàng luôn. Đó, bò vàng. Bò vàng này là 60 nghìn nha. Chất này lụa hèn mát. Nhưng mà cái size này vậy. Bò nó rẻ hơn nha. Bò nó rẻ hơn. Đó. Siêu đẹp luôn. Bò nè. Bò vàng này sale cho mình 60 ngàn thôi. Vàng mặt bao mét luôn. Vậy này là bao mét 60 ngàn à. Thích bò vàng thì bóc bò vàng cho em. Để em kiếm ra còn bim ma nữa không. Bim ma cái này em còn màu đỏ. Màu đỏ này màu khủng long. Chịu không? Là 80 ngàn nè. Đó. 80 ngàn nè. Tại hàng này em còn ít em sale cho nó hết luôn. Trời ơi. Khủng long quá đẹp luôn. Nó ghi chữ nè. Cực kỳ đẹp luôn nha. Khủng long mặc bao sướng luôn. Mặc bao sướng luôn. Khủng long. Vải nhà em mà khách mà nhận về mà không đẹp là em tâm không lấy tiền nha. Vải nhà em nhận về khách mà không ưng là không lấy tiền. Mình mua hàng lúc nào mình cũng được kiểm tra hàng nha. Ai gần nhà em thì ghé lấy. Còn ai mà trên đường em đi bán thì em giao miễn phí luôn. Chưa chưa. Đỏ khủng long ok rồi. Chốt cho chị đỏ khủng long luôn nha.
Trần Bảo Minh. Siêu đẹp cho em. Rồi em hết hình của te rồi, nó rồi. Hả? Gia tài. Hả? Cái này tiểu thư. Ở quên cái này. Cái này không, cái này thấy người lớn rồi. Nhà chị gần trường cấp 2 thành chị không? Nhà em gần trường cấp 2 thành chị không ạ? Ủa, cấp 2 thành chị ở ngoài xã không ta? Hình như vậy á, ở nhà em ở ngay xã nhà em, chạy vô khoảng 5 phút nữa chứ, 5 phút nữa nhà em đường chạy vô Vĩnh Lợi, rồi đi từ xã vô nhà em tầm 5 phút chạy thẳng luôn, là gần cây xăng Như Sang nha. Đó, nhà em ngay đó đó, cực kỳ đẹp luôn nè. Gucci Chanel nha. Đó, đúng rồi, hình như trường cấp 2 thành chị là ngay xã. Đưa con đi học ở trường cấp 1 riết là ngu. Em đi bán cho em ít, quay qua bển em không biết trường cấp 2. Hình như vậy á. Nhà em ngay xã, chạy vô tới nhà em là khoảng 5 phút rồi chị ơi. Đây. À, Gucci. Ai thích Gucci inbox em nha. Size này 40 kg. 40 kg tới 60 kg vừa cho em nha. 40 kg tới 60 kg vừa. Cực đẹp luôn. Đỏ Gucci. Rồi, em còn một bộ nha. Em còn một bộ. Đó. Thỏ hồng cam nè, ai thích thỏ hồng cam vớt cho em luôn nè. Đây, thỏ hồng cam. Quá đẹp luôn. Bima, thỏ hồng cam nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Ai thích thỏ hồng cam đẩy cho em luôn nè. Một bộ 80 ngàn chất lụa hàng. Siêu đẹp luôn. Được kiểm tra hàng nha. Được kiểm tra hàng cho em. Đó, siêu đẹp luôn. Từ xã thành chị vô nhà em có 5 phút à. Từ xã thành chị vô nhà em có 5 phút rồi nha. Cực kỳ đẹp luôn. Ai thích thỏ cam, inbox thỏ cam cho em luôn nha. Em còn mấy bộ là em sale cho mình hết luôn á. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, lấy đồ lửng sóng 2 kg. Đồ lửng ống nhỏ. Chị ơi, mai chị ra có màu nào đẹp chị cứ đem thêm cho em chọn nha. Có khi em lấy thêm. Rồi, ok chế nha. Ok chế. Vải này đẹp lắm. Vải bên nhà em là bao đẹp luôn. Bên nhà cái nào không tự tin chứ bên nhà em là em bao chất. Bên nhà em là em bao chất nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Chất bên nhà em là bao xịt sò. Em có bia ma gấm á. Chị có cho con mặc bia ma gấm không? Bia ma gấm siêu đẹp luôn nè. Bia ma gấm siêu đẹp luôn. Đó, hay là mai gặp nha. Rồi ok chị. Bia ma gấm cả nhà ơi, 100 ngàn một bộ. Cái này vô shop là người ta đẩy tới 160 nha. Cái này vô shop người ta đẩy tới 160 luôn. Mà em bán có là 100 ngàn thôi, bao chất bao đẹp cho mình luôn. Từ 40kg tới 65kg có size nha. 40 tới 55kg là một size. 55 tới 65kg là một size nha. Ai thích BMA gấm inbox em cho mình chọn màu nha. Siêu đẹp luôn. Chất nhà em là bao ghiền. Rồi, tâm lên lửng ống nhỏ cho mình xem nha. Cực kỳ đẹp. Form này là 62kg nha. 60 ngàn một bộ cho em nè. Chất siêu đẹp luôn. Là ba vịt.
siêu đẹp luôn, 60 ngàn một bộ. Hello, chào bé Nhi Nhi nha. Chào cả nhà yêu dấu nha. Đó, cực kỳ đẹp mà cực kỳ chất cho em. Đây, quần lỡ nè, quần lỡ ống nhọn 60 ngàn một bộ. Cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp cho em. Đó, thích màu này không ba Việt? Đó, cái thích màu này inbox tâm màu cam nha. Màu cam. Màu cam, màu tím. Màu cam, màu tím nè. Màu tím nè. Màu nâu. 60 ngàn một bộ. 60 ngàn một bộ nha, màu nâu. Cực kỳ đẹp luôn. Bao đẹp. Đó, 60 ngàn một bộ. Màu nâu nha. Đây, siêu đẹp chưa? 58-65kg vừa nè. 60 ngàn thôi. Vậy là bao em nha. Quần lửng ống rộng. Không có bông hoa hả chị? Có. Thích hoa cho hoa. Thích thổ cẩm cho thổ cẩm luôn. Hoa nhóc. Rồi, chị lên hoa cho em xem nha. Trời ơi, tính đâu cái gì khó. Hoa, lên hoa. Hoa hồng được không? Hoa này là hoa hồng tím. Quần ống nhỏ nha. Thun mát giống như hôm bữa em mua của chị đó. Cái này là ống nhỏ nha. Tính đâu ống rộng hả? Cái này ống nhỏ đó. Chị mặc cho em xem. Em nói ống nhỏ là chị lấy ống nhỏ, không có lấy ống bự đâu. Nè. Ống nhỏ chưa? Thấy chưa? Ống nhỏ nha. Không có nói dốc à. Nói dốc mai mày vô mày đâu lấy đâu, mai tao đi giao mày đâu lấy đâu. Anh chết à. Đấy, hoa. Này là hoa sen á. Ôi đẹp quá. Nha, hoa. Quá trời hoa, quá trời rằng luôn. Đây. Hoa, rằng ri gì cũng có hết. Ghi mã đi. Bây giờ mù màu rồi, ghi mã nha. Này cũng rộng quá. Thích màu của ta tâm nha. Là hoa. Cái này là hồng sen gì, hoa sen. Hồng sen nha. Thích màu tâm mặt em bắn hồng sen. Cái này xanh lá nè. Xanh lá nè, ống nhỏ nè. À, 60-65kg vừa nha. Này ống nhỏ nha. Xanh lá mã 2. Thích xanh lá em bắn tâm mã 2. Xanh lá mã 2 nè. Giờ não nó ngu rồi. Mã 2, 60 ngàn một bộ. Siêu đẹp luôn nha. Rồi, xanh biển mã 3. Xanh biển mã 3. Xanh biển là mã 3 nha. Ống nhỏ nha. Xanh biển là mã 3. Đó. Mã 3. Vậy này mặc là bao sướng luôn. Không biết nực là gì. Vậy này là không biết nực là gì luôn đó cả nhà ơi. Mã 3. Mã 3 nha. Thích màu này inbox tâm mã 3. Mã 2, mã 3, màu tâm mặt là mã 1. Đây, hoa. Hoa hồng luôn. Hoa hồng nha.
không có vòng luôn nè, chưa đó. Má 4, má 4, má 4 nha. Màu này là má 4 cho Tâm. Quần lỡ ống nhỏ nha, này là ống nhỏ nha. Đây, má 4. Thích màu này inbox Tâm má 4. Đẹp chưa? Má 4. Hoa này là má 4 nha. Hoa hồng. Lấy em mã 1 rồi, mã mình đang mặc là mã 1. Rồi, mã 4. Màu này là mã 4 nha. Cái màu này giống bà già quá. Màu này giống bà già không ăn lên đâu. Hoa này thấy nó tối thui. Không được đâu. Khỏi khỏi quảng cáo. Cởi má 1 này ra liền nó không, lát hồi quên. Màu này độc ta, màu này độc dữ ta, bao mát luôn. Ô, LO, LO là cách vô, LO lấy lộ nội cây này là LO, thì cái cách cây LO này vô đó, lấy cây nhỏ ra, LO, đây, hoa. Ôi, hoa này lạ ta, hoa này lạ quá ta, đẹp nè. Mã 5 nha, thích màu này inbox Tâm mã 5 nè, mã 5 đó, mã 5 dạ. Thích màu Tâm đang mặc inbox Tâm mã 5 nha, mã 5. Tâm gấp cái bộ này vô cái. Cái này là ống nhỏ đó, tôi nói cho mình xem ống nhỏ đó nha. Mã 5. Cực kỳ đẹp. Vải bên nhà em là bao chất nha. Mã 5. Ok, bao nhiêu đó được rồi. Chết cha, ok nhiêu đó, bao nhiêu đó được rồi. Hả? À, bao nhiêu ký vậy Tâm? Hả? À, size này. Size này bằng chị, bằng size của chị nè. 60 tới 65 ký vừa. Nha. 60 tới 65 ký vừa. Cái này quần lỡ chứ ơi. Quần lỡ ống nhỏ. Nha. Mã này. Cái này là quần lỡ ống nhỏ. Đây là quần lỡ ống nhỏ. Đây. Rồi. Mã 5 nha, mã 5 cho ba vịt luôn. Rồi mã vịt 3 bộ. Cái này là size số 4 đó. Chứ cũng có mặc ống nọ không? Của em 3 bộ, ờ của em 3 bộ. 2 bộ 60 ngàn và 1 bộ 100 ngàn nha. Hai bộ 60 ngàn và 1 bộ 60 ngàn. Siêu đẹp luôn đó chứ mình. Cái hàng này là siêu đẹp luôn đó. Tưởng đồ dài. Ờ cái này đồ ngắn. Bởi vậy á, em giật mình. Em nói chế đâu có mặc đồ ngắn đâu. Em nói chế đâu có mặc đồ ngắn đâu.
Cái này đồ dài, đồ ngắn, đồ này qua đầu gối, đồ lỡ. Đồ dài size số 4 nè. Chị có lượm bộ nào sọc chưa? Chị có lượm bộ nào sọc chưa? Lấy bộ sọc mặc thử coi, bao đẹp luôn. Nè, 60.000. Màu này đẹp nữa. Mặc thử bộ sọc coi. Không rầy em mặc sọc ra chợ em bán được quá trời luôn cả nhà ơi. Xài bông đã tới sọc. Đó. Bao em nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, siêu đẹp chưa? 60.000 một bộ. Lượm thử bộ sọc coi. Mặc thử đi, đẹp mấy mốt mua. Mình nhiều bông, nhiều hoa của mình đổi tông. Để em Tâm dụ cho. Chưa? Mặc thử bộ đi. Đẹp, em nói đẹp. Mà mai mốt, em có ít sọc lắm nha. Mai mốt đừng mặc sọc đời, đẹp quá. Bắt em đi kiếm sọc, biết kiếm đâu ra. Em đa số bông không à nha cả nhà, em đa số bông không à nha. Lâu lâu em mới đá vô mấy bộ sọc à. À, lâu lâu em mới đá vô mấy bộ sọc thôi chứ không có sọc. Sọc rồi mặc lên thì nó sang lắm, đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn. Mặc sọc thử đi. Lấy bộ sọc thử coi. Mặc đẹp lắm này, em sọc vô cho coi. Sọc thử màu thôi nha. Em mặc sai thì nó hơi rộng chút mà cũng không rộng quá rồi. Tại cấp này em cũng hơi phì nhiêu nè. Mẫu rất là ngọt luôn đó. Mẫu rất là ngọt, rất là đẹp luôn. Đó, lượm thử bộ sọc đi rồi biết. Cực kỳ đẹp. Gia tài có bộ sọc màu cái gì á. Hôm qua mặc bộ bông đẹp ghê. Hôm qua hả? Hôm qua chị thích em bộ bông đó hả? Cái hàng, cái xưởng đó đó nó mới chào em á, nó ác lắm, nó không có về size lớn, nó về size 60kg quay đầu à. Nó chào hàng em á là dây sắp nát đó. Chị thích sắp nát à? Thích sắp nát à? Thích sắp nát không? Bông bao la bông đẹp. Hình như bông này ná ná bông của chị là phải không ta? Hình như chị có một cái bông này màu đỏ, còn bông này bông màu cam, đúng không chị? Đúng không? Hình như em nhớ mình có một bộ này nè. À, bông này là bông cam nè. Hôm bữa mình có bộ bông màu đỏ thì đúng. Rồi mấy bông này mặc lên là bao sang luôn cả nhà ơi. Size này là 60 nha. Size này là 60-65kg vừa cho em. Trời ơi, bông nhà em là bao đẹp luôn. Bông nhà em thì nhiều lắm, nhưng mà sọc thì em ít lắm nha. Nè cả nhà, bông nhà em lên là bao đẹp bao sang vậy đó. Được chưa? Không đẹp không sang không lấy tiền. Một bộ 60.000 nha. Hàng nhà em là bao chất, được kiểm tra hàng. Quần dài nha. Quần dài quần lượng gì bán giá một à. 60.000 một bộ, bao chất bao kiểm tra hàng. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ phê. Ôi, sọc này cũng mặc bao đẹp luôn. Nha, đủ size hết cả nhà ơi, hàng bên nhà em là đủ size hết nha. Bao la bông cho mình luôn. Bao la bông cho mình luôn.
cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp cho em. Muốn nước đấy. Ôi nó đẹp quá. Bên em có PMA đấy nha. Ai muốn xem hàng gì inbox em cho mình xem nha. Ai muốn xem hàng gì inbox em cho mình xem nha. Cực kỳ đẹp cho em. Đó. 60.000 một bộ nè. 60.000 một bộ là không có ren nha. Còn có ren á là 70.000 nha. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Mua hàng bên nhà em là được kiểm tra hàng nha. Size nhà em là từ 40kg tới 70kg gói size cho mình. 40 kg tới 70 kg có size là có kiểu nha. Còn 80 kg thì kiểu đơn giản chút. Đó, cực kỳ đẹp cho em luôn. Một bộ 70.000 nha. 70.000 một bộ là có ren 60.000. Như thu hoa tiên đang mặc là 60.000. Cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 60.000. Bao đẹp. Bên nhà em có BMA đó nha, để em lên BMA cho mình xem. BMA bông bên nhà em rất là đẹp luôn, nhiều bông lắm luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Chị hello chào chị gì, tôi mất tiêu tên nè. Chị có muốn xem đồ size 65kg không? Muốn xem cho mình xem. Sáu mươi lăm ấy là 70kg đó. Cực kỳ đẹp luôn, để em khoe chơi với mình nha. Nha. Em cho mình xem size nè, 60 tới 70kg nè. Mình thích cái màu nào mình chụp hình lại mình gửi qua em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đó. Thích màu nào chụp hình gửi qua cho em. 65 tới 70kg nha cả nhà, 65 tới 70kg cho em nha. Cực kỳ đẹp luôn. 60.000 một bộ thôi. Bao chất, bao kiểm tra hàng. Khách nào mà ai là khách quen của nhà em thì biết cái chất rồi. Khách nào lạ thì mình mua thử đi. Mình thích màu nào mình chụp hình nha.
thích màu nào mình chụp hình gửi qua cho em, không cần inbox đâu. Để cho mình xem màu, mình chụp hình thì em khỏi đọc mã, ok chưa? Qua cái em dọn thấy màu cái em lụm. Đây, bi đủ màu luôn nè, siêu đẹp cho em luôn nè. Đó, chưa? Quần dài nha, 60.000 một bộ. Form này là 65-70kg nè. Form này là 65-70kg Gia Lâm nha. Form này là 65-70kg. Vải siêu đẹp luôn, chấp có cái bụng luôn, chấp sổ luôn đó. Cực kỳ đẹp cho em nha. Form này là 65-70kg cho em nha. Thích màu nào chụp hình lại gửi qua cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Vải trời ơi nó mát rượi luôn đó cả nhà. Vải cho em là mát rượi luôn nha. 65-70kg vừa nè. Size nè. Là quần dài nha. Đó, thích màu nào chụp hình gửi qua cho em. 65-70kg vừa cho em nha. Đây, cực kỳ đẹp. Một bộ là 60.000 nha. Em bao giá mà em bao chất cho mình luôn. Được kiểm tra hàng. Một bộ 60.000. Vải rất là đẹp. Gu xì luôn nè. Gu xì tím cho em luôn nè. Một bộ 60.000 nha. 65-70kg. Thích màu nào gửi qua cho em. 65-70kg vừa. Vải đẹp xuất sắc luôn. Tới 70kg vừa cho em. Đây, cực kỳ đẹp. 65-70kg nha. Size này là 65-70kg nè cho mình nè. Đó. Em này là em xài kem thường nha, nên màu mình nhìn sao là y chang vậy đó, chang luôn á. Nó xê dịch là chỉ có khoảng 1-2% thôi chứ không có xê dịch nhiều đâu nha. Mình nhìn màu sao là bên ngoài y chang vậy đó. Cực kỳ đẹp cho em luôn. 60.000 một bộ nha. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng. Mua hàng là mình được kiểm tra hàng nha. Vải là bao êm luôn. 65-70kg vừa. Đẹp chưa? Đây, 65-70kg vừa nha. Mẫu này chít ngực. Mẫu này chít ngực nè. Đó. Thích màu nào chụp qua gửi cho Tâm nha. Đẹp lắm luôn. Đó. Một bộ 60.000 nha cả nhà. 65-70kg vừa cho em. Vải đẹp xuất sắc luôn. Vải đẹp xuất sắc luôn nha. 65-70kg vừa.
này chị được. $60 một bộ. Quá đẹp. Bảng màu bên nhà em rất là nhiều nha. 65 tới 70 kg vừa cho em. Quần dài. Quần dài nha. Tất cả là quần dài hết á. Form thì mình bao chết luôn. Khỏi phải bàn. Mẫu này là chiếc ngực nha. Màu hồng. Thôi dỡ ra cho chị con. Màu hồng nè. Đẹp chưa? Cực kỳ đẹp cho em nha. Một bộ 60.000 thôi. Bao chất luôn. Rồi, màu xanh. Cực kỳ đẹp nha. Chiếc ngực nè, thấy không? Dũng ngực một chút. Quần dài 60.000 một bộ à. Cái giá nó quá mềm luôn đó. Một bộ nha. Hoa đỏ 65 tới 70 kg vừa. Quần dài. Vải là bao êm luôn. Vải là tâm bao êm cho mình. Tới 70 kg vừa nha. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Cực kỳ đẹp. Đẹp chưa? Màu vàng. 65 tới 7 kg vừa nha. Siêu đẹp cho em luôn. 65 tới 7 kg vừa. Vải đẹp xuất sắc. Được kiểm tra hàng nha. Màu nào mình chụp màn hình mình gửi qua cho Tâm. Thì Tâm khỏi đọc mã. Nha. Đây. Cho mình xem màu này, mình thích màu nào chụp qua cho Tâm, khỏi đọc mã. Còn ai trên live mình muốn xem hàng gì mình inbox em nha. Inbox em cho mình xem liền. Nha. Một bộ thun mati là 60.000 một bộ. Chất bao đẹp, được kiểm tra hàng nha. Chất nhà em là bao đẹp, được kiểm tra hàng. Đó. Lúc nào cũng cho mình kiểm tra hàng hết á. Cực kỳ đẹp cho em. Một bộ 60.000 thôi.
vải chất là em bao cho mình luôn, về form, về chất, về vải là bao cho mình luôn. Cực kỳ đẹp chưa? 60 ngàn một bộ. Quá đỉnh luôn. Năm tới 7 ký vừa nha. Siêu đẹp. Ôi cái form này nhỏ. Form này nhỏ. Form cánh tiên này à. Nguyễn Xuân thích không là cái form này vừa này chứ Xuân. Form này nó nhỏ nè. Form này nhỏ chích ben vô đẹp. Ông này đẹp nè. Thích không? Thích ok mà tay cánh tiên lạ nè. Đẹp lắm. Cái form này tầm 65kg mà vừa 65-67kg à. Cực kỳ đẹp cho em luôn. 62-67kg vừa. Có cái bộ này form nhỏ để em dạp qua số 4. Cái vải của nó là cotton trơn. Ơ quên, AT trơn nó không có độ giãn. Mặc 70kg sập chặt. 67kg độ lại vừa. Bộ này để em dạp qua size số 4 luôn. Cái này mà cái bộ này là tay cánh tiên nha. Ai thích thì inbox em. Rồi tay cánh tiên. Mặc bao cưng luôn. Mà cái bông này cũng lạ nữa. Bông này lạ quá. Để em giặt vào cây số 4 luôn. Này là 65-70kg vừa này. Có sọc luôn nha. Đây 65-70kg vừa có sọc luôn này. Mình thích bộ nào thì mình cứ chụp màn hình lại gửi qua cho Tâm là được. À cái bộ này sọc này lẫn. Có thích lẫn không? Có một bộ này lọt vô lẫn nè. Sọc đen này là lẫn nha. Sọc đen này là lẫn. 60.000 một bộ luôn. Sọc đen này là lận 65-70kg vừa cho Tâm nha cả nhà ơi. Rồi. Sọc đen. Cái này sọc vàng. Vàng này vàng đồng nha. Đó, sọc vàng. Quần dài. Lọt một bộ quần ngắn thôi chứ lọt hoài sao đúng không? Đó, quần dài. Vàng đồng, sọc vàng đồng. 65-70kg mặt đẹp cho em. 60.000 một bộ. Một bộ thôi nha. Rồi. Trái này là trái gì mà nhỏ xíu xíu à. Đây. Đó. Màu cam nè. 65-70kg vừa nha. 65-70kg vừa cho em. Ai thích màu này chụp màn hình lại cho em nè. Em lên xong lô này em xuống ai nha, con em nó khóc rồi. Ai mua gì thì inbox em nha. Em là ngày nào 7 giờ rưỡi em like đi, 7 giờ like sớm quá. Thu dọn công chuyện không kịp. 65-70kg vừa nè cả nhà ơi. Rồi, ai thích sọc này inbox em. Đó, có thể chụp hình là sọc nè. Siêu đẹp cho em luôn. Một bộ có 60.000 thôi. Ôi bông này lạ thế. Con mày lạ quá à. Đây. Siêu đẹp cho em luôn nè. Một bộ 60.000 nha. 65-70kg vừa. Rồi.
thích màu xanh nè, đây, màu xanh nha, 65-7kg vừa nha cả nhà, một bộ 60.000. Rồi xong này, ô chứ ô nè, 65-7kg vừa nha. Rồi lá nè, lá cho em 65-7kg vừa nha, siêu đẹp luôn. Ai thích màu nào chụp màn hình lại cho em nha. Đây, mình không inbox được thì mình chụp hình lại. Rồi, em xuống like nha. Con em nó khóc, em có con nhỏ. Rồi em chào cả nhà nha. 7:30 là em like nha cả nhà.